Trong những tháng đầu năm 2024, người dân khu phố Trung Hòa, phường Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh liên tục chứng kiến những vật thể bay kỳ lạ xuyên đêm trên cánh đồng. Điều này gây ra nhiều hoang mang và đồn đoán. Tuy nhiên, qua điều tra của lực lượng công an, bí ẩn đã được làm sáng tỏ, đó là thủ đoạn tinh vi của các đối tượng buôn bán ma túy. Đỗ Quang Vinh và Nguyễn Thị Hằng, một cặp vợ chồng ngụ tại phường Đình Bảng, đã lợi dụng thiết bị bay không người lái, flycam, để thực hiện các giao dịch ma túy trong đêm. Họ dùng flycam buộc chai nhựa để nhận tiền từ khách hàng, sau đó điều khiển flycam trở lại với ma túy trong chai. Với cách thức này, các đối tượng tránh được sự phát hiện của lực lượng chức năng, khiến việc lần theo dấu vết gặp nhiều khó khăn. Sau thời gian dài theo dõi, đêm ngày 30 tháng 5 năm 2024, lực lượng công an Từ Sơn đã phối hợp với các đơn vị chức năng phá án, bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang giao dịch ma túy bằng flycam. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 12 gói ma túy, hai flycam cùng nhiều tăng vật khác. Qua khám xét, hơn 1.000 gói heroin và ma túy tổng hợp đã được tìm thấy tại trang trại của vợ chồng Vinh, Hằng.